quay gì. Đây là ngũ vị nè. Xa chưa? Như quay clip chủ nhân Diệp Chi. Đây là cái gì đây? À, ấy đó hả? Tấu hả? Một nếp là tàu tàu dính phải không? Tàu dính vô cái củ cải đó phải không? Có chỗ siêu thị đó đâu có bán đâu? Có à. À, Big C với lại mấy cái siêu thị Lotte Hàn Quốc rồi mà làm bên đó có bột ớt này. Hàn Quốc luôn. Hả? Bột ớt Hàn Quốc này. Ăn được không? Nếp mà. Qua sang cái đây gửi gì chân Úc nữa. Chị biết không? Chị biết luôn không? Biết chứ. Bột ớt nó đang thui vậy ta. Đúng rồi, nó phải đỏ chứ hi. Quá hộ. Ừ. Ớt mà cái gì đâu, bột ớt nó xa đi chứ. Cái sồi cho thấy ba này ca ca mấy rồi. Động nhiều một ít. Nhiều xong cái đó đổ vô đây hả? Cái này nữa. Nào cái đây, cái đây nữa nữa thố đâu mất rồi. Dù nó ôm mấy trong đó chứ. Đỏ. Xuống hả? Nhiều quá không? Đây cho nó rất còn nặng này. Đó, đào đúng rồi. Cà phải không? Cà đang thấy ba cục ớt cà lên cà luôn mà. Thương gió mà người ta. Mùi thế
hấp dẫn nha. Là mưa mưa là nấu mấy khô 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 dứt là rất đỡ. Mày được ớt mà con mày chói. Cho con ảnh bữa nay hết ớt xem á. Bị bón. Ớt đó có dưới này bón ngon. Đây nó bón cũng mua mấy chục ngàn. Thì nó hãy anh bón là làm. Ấy nó mà hơi cho con thấy qua ngày có được chục ký chứ mấy xíu mười còn gần thì động mạnh với này mát dữ mà trên đó không ai mua hết để đi hỏi tùm lum hết không ai mua. Xuân mà biết luôn anh, tự nghiên cứu điên bộ hả? Nghiên cứu điên bộ luôn đi chứ. Lượm lần nó dễ, lần thêm nó ngon. Mình thấy là hấp dẫn á, thấy cái nhuồn nhuồn nó đỏ đó. Ôi quá sẽ đã. Là lần sau này nó tự ra nước không? Lên men là lại được rồi. Lên men nước không đi. Cái này chắc tết mình về một lần. Ăn ngon á. Ăn cứ thịt kìa đó. Nước mà. Ăn đã ngon. Cái gì là gì lồn, rổ chuốt lồn, mua đồ gì lồn mà chứ. Mua đồ gì ra mà không lồn hả? Không có massage. Sao thì mượn máy sinh tố chứ đâu. Cái gì bán nó bán gì đâu. Đầu bếp Thiên làm món kim chi rất là chuyên nghiệp. Kể đây chứ nhiều kể quá.
hơi bo gần bo cây rồi đó chứ. Bo cây nè hả? Ủa chưa? Chưa được hai cây. Luôn chừng mình luận món kim chi món online ngon thì đuối gì vậy mấy đứa nó luận món tùm lum đó mà. Món cam mái tầm lử nửa ký rồi cam gì đó đâu có tà vậy đâu có tà đâu con này ướt mềm rồi đi.